Mình sẽ test cho anh em xem cái máy bắn rivet. Đây là cái đầu rivet, là cái thân máy với cục pin Makita 18V 8Ah. Cái đầu, đầu này có thể thay. Bây giờ mình sẽ test cái đầu to nhất. Ở đây mình có hai cái đầu thay thế ha. Mình sẽ lấy cái đầu to nhất. Xong. Đây cái đầu đầu to nhất. Đây con rivet to ha. Và đây là đầu nhỏ hơn. Lỏng cho nên nó không có gãy cây này. Đây mình có ba cái đầu đinh rivet nhỏ nhất, cái cỡ nhỏ nhất. Đây, thiết nó mỏng, thiết mỏng mình dùng cái loại nhỏ sẽ gãy đứt cái này rồi. Ở đây là mấy cái ô bự. Ô bự khi mà gắt những cái rivet tán bự bắn vô những cái thiết mỏng như thế này thì nó sẽ ghim cây đinh đầu dính vô đây luôn. Đây, cái thiết mỏng ta dùng cái rivet cỡ nhỏ như thế này.